100 mình có. Đúng rồi anh, không em lắp cho anh gà đấy tầm luôn anh tâm. Chuẩn luôn. Con này chỉ là 100 bình phụ của anh, 350. Vâng. Thế là mất được tối hôm qua ấy. Mấy hôm rồi? Mấy hôm rồi anh? Hôm nay. Mà hôm qua là hôm nào? Hôm qua chưa mưa to anh nhỉ? Hôm qua mới chỉ gọi là bận quá chả có gian đi bắt. Hôm mà tỉnh đang đi nó mưa, nó lại quán cà phê lúc bất tiện. Thôi nhưng mất ở nhà, cái cửa gần cửa nhà thì em làm cho anh bài này chấm hết luôn, coi anh không sợ mất trộm nữa. Anh yên tâm. Bôi keo. Bôi keo. Keo keo này tháo vẫn bình thường. Nhưng mà vấn đề là phải cầm khoan tháo anh ạ. Con này là mình đang thay cho anh cẩn thận mưa anh em nhé, siết bằng ốc chống đề luôn và bắn keo chống trộm anh em nhé. Con này anh em bắt buộc phải dùng khẩu anh em nhé mới vặn được nhé, còn bình thường anh em dùng cái này không vặn được. Đấy, nằm nó rác, nó nằm sâu xuống phía dưới các bạn ạ. Ok, cả thử đi anh trai. Xe anh trai mới đét luôn anh em nhé. Ok anh ơi. Đấy, xong thì đây này, em thay con ốc này này là nó sẽ không hút cà lê vào được, là sẽ không vặn được của anh nữa. Gạt phát nào chết phát đấy luôn. Đấy, chổi xịn thì ra gạt nó đét này, sau đó mình sẽ bắn keo anh em này. Đấy, bắn keo. Đó, bắn như này, bắn keo này. Bắn đầy hết các bạn nhá, thì là sẽ không ăn trộm được. Bên kia cũng vậy. Ok anh ơi, xong. Nhanh gọn nhẹ. Anh chưa quản đi tiền mặt hả anh? Đấy. Anh đi tiền mặt à? Vâng, anh bắn nào được. Đây, anh bắn cho em 800 thôi. Vâng. Thế em bắt ở khu nào anh? Bên La Tử Liêm anh. Làm bài đấy theo mình nhá, là các bạn không giờ mình bắt luôn bắn keo chống trộm, tay ốc chống đề. Đấy, bảo anh cho anh em không giờ mất, để anh trai mất lần thứ hai qua video này mình điền giải anh chỗ khác luôn, thì bài này là một trong những bài chấm hết thôi, trộm không thể lấy được luôn. Bài này là bài chấm hết rồi anh ạ, anh cứ để xe ngoài thoải mái luôn, không vấn đề gì luôn. Chỉ sợ vâng, chỉ sợ nó lại là ok anh ơi, em nhận được ạ, em cảm ơn anh nhiều nhá, thank you anh nhá, cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn. Anh em ơi, chỉ tầm khoảng hơn 1 tháng thôi là mình sẽ chuyển sang số nhà 110 các bạn nhé. Cách nhà mình là 4 nhà. Đấy, mong nhận sự ủng hộ anh em trên cả nước. Và mình có 1 tháng xin phép anh em là bán không lợi nhuận. Xin phép anh em trên cả nước nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện tại thì mình vẫn đang làm việc ở 983. Cảm ơn mọi người nhé.